Đây rồi, chào em tí bên anh rồi. Bên này nè, bên này nè. Ủa cái gì mà vui vậy? Mà thử chọc coi có vui không? Mà thử chọc. Mà anh thay gờ thôi, anh thay gờ thôi. Mơ chỉ thay gờ thôi. Nó nhìn mẹ khe mắt à. Thay cái mắt à. Bây giờ thay gờ không làm gì đâu, cười nữa. Thay gờ khỏi cọc chọc nó cũng cười. Nó cũng nhìn thay gờ cười nữa, cười nữa. Không nào, thay gờ vô. Thay gờ vô. Bye bye. Con nó hay nói nhè nhè đó. Thì bây giờ sáng sớm á, thì nó vậy thôi. Sáng sớm thì nó phải dậy chút xíu nó mới... Ồ, lại là tìm Ấn Độ, sao đây nhiều Ấn Độ ta? Ủa, nó nói là K11 là sao ta? Nó chỉ lên đường này hả? À ok, rồi bây giờ sáng mới tiếp tục đi tìm đồ trái cây. Bữa giờ vô đây thiếu trái cây. Sáng ăn không... Ăn thịt, ăn cá, ăn mì được không mà chưa có trái cây. Chuyển... Cố chuyển sao ta? Bài này là K11 là sao hả? Starbucks. Nhưng bên này chỉ cũng như không mà nhiều khi nó chỉ đi ra thẳng như chứ cũng chẳng biết đi đường nào. Ở dưới đây là hầm đậu xe. Đi không quay ở đây có phải bên này không? Hả? Tin 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 tin. Thay gần nhớ hay quá, mới sáng sớm là biết đưa dẫn đường đi lại Jollibee rồi. Ngày hôm qua thay rồi cứ đòi hoài mà không cho ăn, cái bữa nay... Ngày hôm qua thay rồi đòi Jollibee nhưng mà không cho. Hôm qua dẫn thay rồi đi ăn mì, đi ăn thịt ngỗng quay xong đấy, bây giờ thấy tội nghiệp quá, sáng sớm cũng vậy, thấy xót ruột cho. Ồ yeah, đúng rồi, bữa giờ mình coi YouTube lại. Xong mình cứ thấy là cái bài nhạc mà gắn vô trong YouTube là bài nhạc của Châu Tinh Trì. Châu Tinh Trì là diễn viên điện ảnh của Hồng Kông. À, cái bài nhạc trong phim là Tuyệt Đỉnh Công Phu. Cái bài nhạc mà lúc mà mới vừa vô phim mấy cái thằng áo vest đen nó cầm cái búa nó nhảy là cái bài nhạc. Còn bài còn tên tiếng Anh là Nothing Venture Nothing Gain. Quá hay luôn. Nè mâm hôm qua má đi vô trong đây má mua mắt kính trong đây nè, nhớ không? Là chỗ này nè. Ờ, không. Cái chỗ bên mình á là trong Square One. Bên mình là Square One, nó cái Jollibee này là nó xuất sở từ bên Philippines. Ừ,
nó bán gà giống như là KFC vậy á. Nhưng mà tại thì hồi xưa giờ bên Canada chưa có, xong cái mấy năm trước. Mấy năm trước nó mở cái chi nhánh tại Canada, xong cái ai cũng thèm. Nhắc lại tới Châu Tinh Trì kìa đó, nó ra cái bộ phim không Kung Fu Hustle. Là tiếng Việt là hình như là Tuyệt Đỉnh Kung Fu. Tuyệt Đỉnh Kung Fu xong rồi cái từ đó là thích cái bài nhạc đó thôi. Thích bài nhạc. Nhạc không lời. Là nhạc bây giờ đang nghe hiện tại đây nè. Cũng như là đánh trống gõ son vậy. Tinh 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 tinh. Ôi trời, thằng này nó câu con cá mập. Cá mập hay cá chép hay là cá gì đây? Thôi, chạy lại hỏi nó đi đâu vậy? Coi có bán không? Hey, Jollibee right here. Okay, it's okay. Okay, hold this, I'll bring it down. No, no, no! 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 Where's your mother? Where's she though? Don't know. Jollibee the Philippines. Yes, sir. Yeah. All right. I'm not very hungry yet. I just had like a big pineapple bun. So you can get whatever you want here. Okay? Oh, can you get this one? No. Whatever you want. This one. Okay. Two-piece chicken with a side and a drink. Yeah. Yep. So C2. You want it spicy? One spicy, one regular. Cannot mix. Cannot mix. Cannot mix. Yeah. Regular. Then you want with rice, mashed potato, or the rice? Rice. Rice. What about the drink? What do you have? Fanta. Stay here or take away? For here. Okay, for here. Anything else? That's good. Oh, can I have a cup of ice? I'm sorry? Tell them? Yeah, okay. $49 for breakfast. And ice? Yeah. No one? Why huh? So maybe I pour my beer in? Oh. Maybe. Maybe. Let me see if they actually gonna say something about that. Hey, can I get a cup of ice, please? Oh, she gonna go back and get it. Are you from the Philippines? Sure. Are you from the Philippines? Where are you from? We're from Vietnam. Yeah. We don't have Jollibee in Vietnam. Yeah. Well, actually, no, we have one location. Yes. Mm-hmm. Thank you very much. Thank you. Have a good day. Wait, it's only 11 o'clock. Should I drink my beer? Yeah, where is it? Oh, no. No, get it right now. No. No, get it.
No. Because then I'm gonna go pee too much. Họ lấy cái bánh là cho Vinh được ăn ha. Ờ đúng rồi. À, có cái bao Heineken này đây rồi. Chắc là định uống nhưng mà không. Mất công một hồi đi đáy. Với lại bây giờ cũng còn sáng sớm chưa có thèm lắm. Nhưng mà Việt Nam thì hôm sau Việt Nam thì mắc đói, đói đâu cũng được. Ra ngoài đường đói cái xì. Oh, this piece looks so big. Looks good. Thì con đang đói bụng luôn. Để ta đi lấy bánh. Lấy bánh trứng. Lấy trứng thôi chứ sợ nó lại tao bón không. Ok. Vậy thôi đừng cho ăn khoai tây. Ăn cái... What's up buddy? You happy? Yep. Got your Jollibee? Yep. Em phải quay qua thay vợ. Ok, nói lại nha. What's up, buddy? You happy for your Jollibee? Mm, louder. Yep. Louder. Yep. Mm. Đổ vô trong đây nè, đừng có bỏ xuống dây đó. Okay. True? When I say true? Not big. Mm? Not big. Mm? Okay, sáng sớm buổi tâm của Tiger là... gà rán. Của Venus là... bánh trứng. Của mommy là cũng là bánh trứng luôn. Let me try this. Oh, they gave this. Oh, so gravy is included. You're supposed to dip your chicken in it. Huh? You're supposed to dip your chicken in it. Oh yeah? Yeah. Okay. Oh, but it's just too hot right now. The chicken's too hot? The chicken looks good, eh? Looks better than one in Canada. It's been Asian. Mm-hmm. So $50 for this, which is like $10 for two pieces. Mm-hmm. That's well, it's like a combo. Here you go. It's like $49. Yeah. But the good thing about Hong Kong is you don't pay taxes. If it's $49, you pay $49. But if in Canada, if it's $49, you'd be paying like $56 with tax. Oh, looks like you. You know, see what, Jody? Cái sợ rồi. Okay, so back to the Jollibee. How is it? How, is it too hot? It's salty. Salty? Not bad. Not bad, not good. Would, is it better than the one in Canada? Better. Don't try. Yeah, but the one one, two, three, four. Để cho người ta giữ con mình 5 phút. Còn con nhỏ này là Hàn Quốc. Hàn Quốc nó hay nói gì xong cái à. What's Hàn Quốc? Korean. Like, à, like you want Jollibee? I mean Jollibee.
You want some drink? You want some fry? Lime. No more drink? No more. Oh, we have a bit. Biết không? Biết không? Không biết gì lạ. Ừ. Hôm qua đó có lấy được đồ ăn gì không? Qua đi, lấy đồ ăn đem về cho Daddy nào. Okay, so the truth is that Tiger couldn't finish two pieces. He could only get the one drumstick. So the other one, where did it go? Where is it? You guys see it? Where is it? It's right here in this box. The gravy? Take the gravy too. Yep. The ketchup? I can't eat the side plate. What? That's the best part. This? Yeah. Yeah. You know the thing about in Hong about Hong Kong is if you bring this cup up to the cashier and like, hey, can I have a refill? They'll be like, yo, are you cuckoo? Are you like alien? Are you from this world? Why? They have no idea. There's no such thing. Right? There's no such thing. They'll be like, what? What are you trying to do, boy? You trying to scam us? Okay, let's go. Yeah. Okay. Let's go. Hai đứa ăn một cục mấy đơn mà coi cái hai đứa bên này nó mua nguyên một cái phần. Hai đứa này ăn mua một nguyên một cái thùng luôn. Để ăn dữ thiệt. Ăn cái đây. Đây. Có cắm này đi sao mà hồi uống bia đi ra tới bãi chiến trường uống bia. Thôi go ask for some more ice. Just ask for like, can I have more ice? No, just ask for more ice. Bây giờ mình thử xin đá thêm để mà đem ra nhậu. Okay, bây giờ bữa giờ đi thèm trái cây quá, đang ăn quá trời đồ tìm thèm trái cây mà người ta chỉ không thấy hết. Ở đây là nó đây là international. Một bà mới mua một bình dầu đi ra ngoài. Ở bên này nè, nó cũng có giấy quảng cáo khuyến mại hay là gì đó mỗi tuần mỗi tháng mỗi năm gì đó. Bên đây tôm hùm. Là bây giờ cái này là giống như đi xuống tầng hầm nha. Đi xuống dưới lòng đất. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nó bán như thế nào nha. Một trái bưởi. Ô, trái thanh long. Ok. Một trái bưởi là 20 đô. Rồi bưởi Trung Quốc thôi, Trung Quốc không dám đụng vô. Thanh long, ok. Thanh long cũng được. Thanh long một trái 11 đồng. Ở Việt Nam, nó ngon, Việt Nam ngon nhưng mà thôi. Để tính sao về Việt Nam sao. Dừa Thái Lan 2 đồng một trái. Nhưng mà làm sao mình chặt ra được vậy ta. Nho 42 đồng. Cửa hay tự nhiên chứ mình vừa trình. Cái hình của cây cái dừa. Ồ, thấy trên bàn. Cam ăn cũng được. Thì nó có cam bịch ta, hay là mình tự mình đánh hay sao? Mình lấy hộp đi hay sao ta? Ồ, chắc là lấy cái vỏ, để qua đi đâu lấy cái vỏ coi. Mua một ít trái cây coi cái vỏ đâu. Vỏ đâu? Vỏ đây. Không phải vỏ đi mua trái cây ăn được rồi. Bên này nó bán theo trái nha, từng trái chứ nó không phải bán ký nữa. Nên lựa từng trái. Ok, thôi giờ mình lựa trái cam đi. 44 trái. Lại một kem cũng mày hơn một kem này dao để gọt. Này lê này của Trung Quốc, Trung Quốc, Trung Quốc, Trung Quốc. Chuối thì chưa chín. Còn mấy trái kia. Venus. Đoàn của Venus. Đoàn nước dở với các bạn.
tổ của Venus ở đâu các bạn cứ đi xem. Lấy hai cái này muốn cặp thì đẹp. Chỗ mình mua cũng 1.800. Ở thì sáng cái bà đó cũng bán 1.800 đó. Mà có nói giống y hình vậy không? Nói là mà cô nói là cái má muốn mua là cái loại đó là Trung Quốc phải không? Nên bà có nói câu đó không? Nó không có, thì ở đây nó cái hộp này là của Trung Quốc, còn cái này nó Trung Hồng, Hồng Kông không có bán rồi. Thì cũng là sáng bà đó nói y hình vậy phải không? Thì coi bây giờ mua 4 trái quýt, 4 trái kem, 4 trái chuối, 2 trái lê, và nó bán làm sao? Chào bao nhiêu tiền đó? Hả? Ông không có thấy người có bắt chiếu kìa, sorry. Tên gì? Không, tôi nói cái chuối, tôi làm gì?